Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo của Nếm TV. Và chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc ở trong đầu là tại sao ở trong video này khởi đầu mình đã cho các bạn ngắm những cái xác pháo hoặc là xác xe tăng đúng không? Thì nơi mà mình đang đứng đây đó chính là cái di tích A1 trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngay cái khu vực mình muốn, bởi vì nó đang rất là ấn tượng với mình, nó gây ấn tượng rất là mạnh, đó là cái nơi mà lưu giữ những xác của máy bay này, xác pháo này, xác của xe tăng từ rất lâu rồi. Và chúng ta hãy đi một vòng. Trong cái số này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn di tích đồi A1 cũng như là hầm Đờ Cát. Bởi vì nơi đấy là chính là cái nơi mà hai nơi diễn ra những cái cuộc chiến rất là khốc liệt để giành giật nhau từng tấc đất một. Đây là những cái khẩu pháo của quân đội nhân dân Việt Nam bên tay phải, rất là thô sơ và nói chung là nó không được cái cỡ của nó rất là nhỏ đúng không? Rồi còn phía bên tay trái đó chính là những cái quân dụng của quân đội Pháp. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục theo cái con đường mòn để leo lên trên đồi A1. Vé vào đây ấy, vé vào tham quan các khu di tích của Điện Biên này đều là 15.000 cho một địa điểm. Tuy nhiên là nếu bạn nào mà muốn mua cái vé mà để đi tất cả các nơi ấy thì các bạn chỉ có thể mua tại bảo tàng di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Ok, chúng ta sẽ lên tiếp thôi. Cái địa điểm đầu tiên ở trong cái đồi A1 mà khi chúng ta bước lên thì chúng ta sẽ gặp được lô cốt cây đa cụt. Hãy lại gần đây xem. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều cái đường hào ở đây. Và nơi này thì là nơi cố thủ của quân đội Pháp. Ở trên cái đồi A1 này có rất nhiều lô cốt. Các khu đồi khác cũng có. Tuy nhiên là mình muốn giới thiệu riêng cái đồi A1 đó bởi vì là nó rất là ý nghĩa. Nó là nơi mà có cái quả bộc phá đầu tiên để mở màn cho chiến dịch tấn công Điện Biên Phủ. À đây, các bạn đứng yên đấy nha, mình sẽ đọc thông tin cho các bạn xem này. Ở đây là cây đa cụt ụ thằng người. Lô cốt này bị đại đội 671 tiểu đoàn 251, trung đoàn 174, đại đoàn 316 tiêu diệt lúc 1 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954. Một thông tin rất là hữu ích. Hiện tại thì ở bên mình đang ở dưới phía dưới của lô cốt cây đa cụt. Các bạn có thể thấy là đây có hai hình tượng của người lính Pháp rất là to lớn. Và bây giờ nhé, chúng ta sẽ cùng nhau thử một cái cảm giác, rất là đi trong cái đường hào mà dẫn lên nhé, trên đỉnh đồi. Ở phía trên kia thì mình thấy một cái biển có ghi là cái đường hào này là đường hào dẫn vào tiếp viện của quân đội Pháp. Thực ra thì nếu mà đi trong đường hào chúng ta phải cúi đúng không? Kiểu đi cúi như này này. Đúng rồi, bởi vì là cái theo như cái ước tính của mình thì nó cao rơi vào tầm khoảng 1 mét. 1 mét đấy. Và chúng ta sẽ phải đi cúi người như này. Thỉnh thoảng ngó lên tí. Đó. Rất là... Cái con đường hào này được xây bao quanh đồi luôn. Và nữa thì chúng ta sẽ đến cái được cái khu vực đánh chiếm, giành giật nhau giữa quân đội Pháp và quân đội nhân dân Việt Nam. Cái con đường này thì mình nghĩ là chắc là hai người tránh nhau vẫn vừa đúng không? Nhưng mà đa phần thì sẽ di chuyển là một người chạy xung quanh cái đường hào này và bắn xuống. Hiện nay thì đồi A1 đã nằm ở trong trung tâm của thành phố Điện Biên, vì vậy là nó không còn cái cảnh tượng như ngày xưa nữa, không còn cái sự u ám và bom đạn nữa. Thành phố Điện Biên bây giờ đang rất phát triển rồi. Và mình không biết đường lên như nào nhỉ? Ok, thế thì mình cứ đi quanh đi để xem là nó sẽ dẫn đến đâu nhá. Ây à. Có lẽ là... nó lên được trên đỉnh đồi kìa. Phải không? Thế thì mình cố gắng lên nhé, các bạn hãy đi theo mình. Một cái cảm giác thực ra khi mà mình đi trong này thì mình sẽ lấy cái này để qua cái màng nhện cho cameraman không bị đập vào mặt.
Và ở đây thì nó sẽ bắt đầu nó đi đường vòng lên trên. Có rắn rết không nhỉ? Thôi cố gắng nhé. Không sao đâu. Mình muốn là các bạn đưa cho các bạn những cái trải nghiệm thực tế nhất. Mình dùng cái này đi nhá. Và chúng ta sẽ đi lên đỉnh đồi. Cameraman cố gắng nhá. Anh em mình cố gắng. Chỗ đoạn này rất là dốc. Nhưng có lẽ là mình nghĩ là chúng ta dừng ở đây thôi. Trong kia thực sự là rất nhiều rác. Máy quay hình như lúc sáng. Ok rồi. Này. Đây, cầm đây cho anh. Nói chung là nếu mà để mà một cái công viên nào có một cái mê cung này thì khá là hay ho, nhưng mà mình không thích đâu. Bởi vì cái chỗ này thì nó là khu di tích chiến tranh. Nó đã từng chứng kiến rất nhiều mạng người đã ngã xuống. Nhưng mà lời khuyên cho các bạn có thể đi vào đường hào này giống mình. Trải nghiệm của nó rất là lý thú. Một cảm giác rất là... Đây. Vậy thì bây giờ chúng ta đi ở trên đi. Đi trên đường hào nhé. Đây, sắp con đường hào của chúng ta sắp lên đến đỉnh rồi. Cái đồi A1 này nó không quá cao đâu. Đây là lần đầu tiên mình đến thăm đồi A1. Ngày trước thì mường tượng trong đầu mình nó, mình cứ nghĩ là nó là một cái quả núi lớn cơ. Nhưng thực tế thì không phải. Đây, dẫn lên trên này rồi. Bao quanh. Và cái khu vực mà diễn ra sự tranh giành giữa quân đội hai nước thì nó nằm ở phía bên tay trái kia. Ok, chúng ta sẽ di chuyển thôi. Cái nơi mà các bạn đang được ngắm nhìn đây đó chính là trung tâm của đồi A1. Và đồi A1 là cái đồi quan trọng nhất trong 5 quả đồi để bảo vệ trung tâm Mường Thanh. Và chỗ này cũng là nơi mà tranh giành cuộc chiến khốc liệt nhất. Bây giờ chúng ta hãy đi sang bên tay trái của mình đây. Ngoài cái hệ thống đường hào ấy thì quân đội Pháp còn trang bị cho thêm một cái đường hầm nữa. Và đường hầm có nắp. Mình thấy ở đây là đường vào đường hào có nắp của quân đội Pháp. Có vẻ như cái hầm này nó dẫn từ cái đường mà mình đi vừa nãy ở trên đoạn phía bên tay phải của mình kia, dẫn vào đây. Tuy nhiên là trong này không có đèn đóm nên là mình cũng khá là khó quay. Đây. Chắc là cái gạch này là gạch từ ngày xưa luôn đúng không? Bởi vì thấy rất là cũ. Hầm chỉ huy kiên cố nhất của cứ điểm A1 và bị đánh chiếm vào đêm mùng 6 tháng 5. Nhưng mà trong này hơi tối. Thực ra thì mình cũng hơi sợ một chút, bởi vì là quanh đây đã có rất nhiều binh lính của quân đội Pháp cũng như là quân đội nhân dân Việt Nam đã ngã xuống đây. Vì vậy là ban nãy thì mình thấy có thấy là một hướng dẫn viên đã hướng dẫn cho một đoàn bác thương binh là khi mà chúng ta lên đến với đồi A1 thì tốt nhất là nên đi nhẹ nói khẽ, bởi vì xung quanh đây đúng không? Đi thôi, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá. Phía bên tay phải của cái trung tâm đồi A1 thì chúng ta sẽ thấy một cái xe tăng, xác xe tăng. Chúng ta hãy lại gần nhé, xem xe tăng đấy là xe tăng gì. Có vẻ như đây là xe tăng của quân đội Pháp đúng không? Xe tăng 3 Zélier của đại đội 678 bị tiêu diệt vào 11 tháng 4 năm 1954. Một trong những cái điểm mà quan trọng nhất của khu di tích đồi A1 đó chính là hố bộc phá ở bên tay phải của chúng ta. Các bạn hãy xem đi. Một miệng hố rất là lớn. Mình nghĩ là cái khối bộc phá này nó sẽ phải rất là lớn thì nó mới nổ được một cái vòng tròn rộng như thế này. Và bây giờ chúng ta hãy đến cái bảng thông tin kia để mình cung cấp thêm thông tin cho các bạn nhé. Hố bộc phá được tạo thành do đồng chí Nguyễn Phú Xuyên khung
Nguyễn Diệt, Nguyễn Văn Bạch, Giật Nổ. Và cái khối bộc phá này nó nặng tới 960 kg, được giật vào lúc 20:30 ngày 6 tháng 5 năm 1954. Và sức nổ của khối bộc phá này đã tiêu diệt một đại đội địch sóng xung kích. Nó đã làm cho trần tần số của quân địch choáng váng và thừa thời cơ. Chúng ta đã chiếm đồi A1 vào lúc 4:30 ngày 7 tháng 5. Và các bạn có biết không, để mà mang được cái khối thuốc nổ gần 1 tấn như thế mang vào đây thì chúng ta sẽ, quân đội nhân dân của Việt Nam của chúng ta đã phải đào một cái đường hào kia để đưa thuốc súng vào. Bây giờ chúng ta hãy lại gần đấy nhé. Cái con đường hào mà các bạn vừa được đi ấy, đó chính là con đường hào của quân đội Pháp, còn đây là con đường hào của Việt Nam. Và chính tại cái vị trí này, quân đội giữa hai nước đã giao tranh trong vòng vài tháng trời. Mình đọc thông tin ở đây thì là liên tục từ ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 5 năm 1954. Vậy là tính ra thì nó cũng hơn một tháng. Hơn một tháng. Đây chính là cái con đường hào mà do đội trưởng Nguyễn Phú Xuyên Khung, đại đội chỉ huy công binh, đã đào để đem cái khối thuốc bộc phá 960 kg đến được cái đồi A1 và kích nổ. Sau khi mà cái khối bộc phá nó nổ thì đấy là cũng là tín hiệu để tổng tấn công cái chiến dịch, và chúng ta đã giành chiến thắng rất là tuyệt vời. Đứng từ cái vị trí đồi A1 thì các bạn sẽ nhìn được toàn cảnh của trung tâm thành phố Điện Biên. Bên tay phải cũng có một khu nữa, nhưng tuy nhiên là có một cái nơi mà mình muốn chúng ta nên đến, đó chính là phía bên tay trái đồi A1, khu Nghĩa Trang, nơi mà tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống tại đây. Vậy giờ chúng ta sang đây thăm nhé. Khi thăm ở Nghĩa Trang liệt sĩ thì các bạn sẽ thấy được những cái tên tuổi cũng như là ngày sinh năm mất. Và để mà huy động cho cuộc chiến dịch này thì chúng ta sẽ thấy được là có nhiều người dân địa phương đã chung lòng chung sức để tập trung vào đây, thậm chí có những người ở miền Nam nữa cơ. Ok, chúng ta sẽ di chuyển thôi. Hiện tại thì mình đang đứng ở chỗ hầm Đờ Cát, và các bạn có thể thấy được rằng là cái ở phía bên ngoài nó trông giống như là một cái ống được cắt đôi ra và úp lên trên. Di tích này có từ rất lâu rồi, từ rất là xưa rồi đấy. Và ở đây thì chất liệu là bằng thép. Ở hai bên thì có những cái viên gạch đá này được xếp lên để giữ lại những cái tấm sắt như này, tấm thép, sắt thép. Bây giờ thì nhà nước, ban quản lý đã làm một cái vòm như này để che nắng che mưa, tránh cái hiện tượng nó bị thời tiết gây hư hỏng. Và ở dưới này chúng ta sẽ đi một vòng thử xem. Mình theo quan sát của mình thì mình thấy có tất cả là hai lối lên xuống đấy. Ở đầu này có một lối và đầu kia có một lối. Cái hầm này rất là cao, dọc hai bên là hào. Mình cũng không biết cái việc mà xây hào để làm gì nữa. Mình sẽ đi một vòng để tham quan, nghiên cứu kỹ. Đây, chúng ta có thể nhìn dưới cái hầm hào bên dưới. Nó rất là sâu, đứng thì cũng phải tới hơn 2 mét hơn đấy. Một thiết kế rất là lạ. Sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quân đội viễn chinh Pháp vào lúc 17:30 ngày 7 tháng 5 năm 1954 thì tổ xung kích của đồng chí Tạ Quốc Luật, đại hội trưởng 360 trung đoàn 209 đại đoàn 312 đã tiến vào bắt sống tướng Đờ Cát Tri cùng toàn thể bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ok, ngày xưa thì tướng Đờ Cát đã sử dụng cái hầm này để làm nơi làm việc cũng như là tiếp đón các quan chức Mỹ và Pháp. Bây giờ chúng ta hãy cùng xuống dưới kia để tham quan một vòng nhé.
có rất nhiều lối lên xuống đấy, không phải là hai đâu. À, chúng ta sẽ cùng đi bước dần vào đây. Cái phần tường này làm bằng bê tông mọi người ạ. Bê tông và thép. Những cái viên này bên ngoài mà các bạn thấy là xi măng, cốt thép. Ở trên trần này cũng rất là chắc chắn. Chắc chắn hơn rất nhiều so với cái hầm của Đại tướng Vũ Nguyên Giáp mà chúng ta đã từng được đi thăm ở cái số trước. Đây. Trong này thì có một cái bàn làm việc bằng sắt. À, cái phần trần sắt này thì các bạn, nếu mà bạn nào mà xem cái số review ở nhà tù Phú Quốc của mình ấy, thì sẽ thấy rằng là có cái tấm này, và ở đấy thì họ bắt lính tù nhân của chúng ta phải lộn đầu ở trên những cái thanh sắt như này. Ở đây thì trong đây là một cái bản đồ. Máy quay hãy lại gần đây để cho các bạn có thể xem đi. Ở trên này thì chắc chắn là viết bằng tiếng Pháp rồi. Trung tâm đề kháng tập đoàn cứ điểm. Có rất nhiều cái vị trí này và mình xem thì mình không thấy rõ được ở đâu đâu. Mình không hiểu được. Có vẻ như cái chỗ này, chỗ này chỗ nhảy dù đấy này. Rồi là xe tăng này, cái biểu tượng này, biểu tượng xe tăng này. Có nhiều lắm. Mình không hiểu được đâu. Rồi có những cái quả đồi đây này. Có thể cái chỗ này là đồi A1A2 chăng. Có rất nhiều cái biểu tượng dù này. Rồi là sân bay nữa này. Ok, chúng ta sẽ đi sâu vào trong đi. Một cái hầm rất là chắc chắn. Không biết là cái cửa thông gió nó ở đâu. Thống kê tổn thất của quân Pháp ở Điện Biên Phủ này. Total là tất cả là 1037. Mình cũng không biết, bởi vì là có tới hai cái bảng này thì mình cũng không biết rõ làm sao. Đây là November này. Năm 54. Còn đây là cũng 554. Nhưng có hai chiến dịch, hình như là hai chiến dịch rất khác nhau ấy. Thì mình thấy ở con số ở bên trên là 1037 người, còn dưới là 7000 người. Đây là thống kê thiệt hại của binh lính Pháp trong cái trận chiến đấy. Ở bên này có một cái bảng gì nữa đây? Cũng là hai cái bảng làm việc. Và bên đây là thống kê đơn vị quân Pháp ở Điện Biên Phủ từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5, tức là chỉ trong vòng có vài tháng thôi. Toàn tiếng Pháp thôi. 4277, không biết là cái gì ta. Đây là thống kê quân trang, quân dụng, quân không Pháp được vận chuyển tới Điện Biên Phủ để... Vậy thì là có tất cả là 4066,5 cái thiết bị. Thống kê về tiêu hao pháo binh quân Pháp Điện Biên Phủ. Đây là tấn là đúng không? 500 tonnet là gì không biết. Ok, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào trong tiếp nhé. Qua được hai căn phòng rồi thì đến căn phòng tiếp theo là đây có một cái hồ. Cái cửa này không biết là cửa gì. Cửa này là cửa thông gió mọi người ạ. Ở trên này có một cái hàng rào sắt này. Cửa thông gió. Ở đây thì có bản đồ diễn biến chiến sự cũng bằng tiếng Pháp. Có những cái dấu X. Cái này bằng chất liệu cái miếng gỗ. Có vẻ như là ở đây được bài trí theo cái hình một đường thẳng, và các căn phòng đều song song hai bên như này. Chúng ta sẽ vào đến, có vẻ như đây là căn phòng cuối cùng rồi các bạn ạ. Căn phòng này thì cũng không có một cái thống kê bảng gì cả. Nhưng mà đa phần
đa phần đều làm bằng chất liệu bê tông cốt thép rất là chắc chắn. Ok. Rồi, cửa hầm này là cửa hầm ở phía bên tay trái rồi. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ đi lại một vòng nữa đi, để cho chúng ta có thể ngắm được. Rồi, ok, mọi người cứ mày quay ngược lại đi, quay ngược lại đi. Và đi thẳng để cho mọi người thấy được cái không gian bố trí đi. Rồi, cứ đi thẳng đi. Ok, có lẽ là cái số này mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Mình đã đưa các bạn tới hai cái địa danh lịch sử hào hùng của Việt Nam trong cái trận đánh Điện Biên Phủ, đó chính là đồi A1 và hầm Đờ Cát. Và nơi mình đang đứng đây đã đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc, đó chính là nghĩa trang Điện Biên. Nơi đây thì các anh hùng của chúng ta đã ngã xuống. Và các bạn có biết không, ở đây có tới rất hàng trăm hàng ngàn ngôi mộ, tuy nhiên là không phải là ai cũng có tên ở đây. Có những người vô danh bởi vì là không nhận diện được nữa. Và khi mà các bạn bước từ đầu cổng nghĩa trang, và các bạn sẽ thấy được hai bên bia đá tên của họ đó, và thi thể của họ nằm ở đây. Mong là mọi người tới Điện Biên thì nhớ là ghé thăm nghĩa trang Điện Biên để thắp một nén nhang cảm ơn sự hy sinh của các anh hùng. Thôi, có lẽ là mình sẽ hẹn các bạn vào các hành trình tiếp theo của Nếm. Mình sẽ đi review thêm những cái địa danh lịch sử cũng như là văn hóa khác. Mong là mọi người sẽ thích những cái video của Nếm. Bye bye mọi người nhé, mình là Tùng Nếm.